Đây là đầu bơm nước 168 mà Famit đã lắp phần nền và phần động cơ vào. Với mặt gam, ống vào và ống ra của đầu bơm sẽ là 168 và có van 34 dùng để mồi nước cho đầu bơm. Với chất liệu của đầu bơm sẽ là bằng inox 304, chống rỉ sét bao xài cho khách hàng ở các khu vực như nước mặn, nước lợ. Động cơ phù hợp sẽ là từ 4 ngựa cho đến 10 ngựa. Famit sẽ sử dụng là 2 dây Cougar để đảm bảo là đúng được công suất cho đầu bơm. Và đối với đầu bơm này thì Famit sẽ bảo hành cho khách hàng là 3 năm với tất cả các lỗi liên quan tới đầu máy bơm. Với động cơ 10 ngựa thì lưu lượng nước của đầu bơm 168 này đạt được sẽ là 200 m khối trên giờ và độ tải xa là lên đến 200 m ống. Ngoài ra Famit vẫn còn các đầu bơm đó là A140, A200 và chuẩn bị ra mắt đầu bơm đó là A315. Và mọi người cũng có thể xem những video test đầu bơm thực tế ở dưới phần bình luận hoặc có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp đó là 0899 199 700 để nhận được hỗ trợ miễn phí nhé.